Trên tay Tùng đang là GTX 752GB thì một số bạn bảo là Tùng test lại cái hiệu năng của con Vega cỏ này. Và bây giờ mình sẽ làm cái video test lại cái hiệu năng của GTX 752GB RAM 5 bit 128 nhé. Giá chưa hề giảm các bạn nhé. Như mình đã chia sẻ ở rất nhiều video trước, giá chỉ giảm với những cái Vega trên 2 triệu, còn những cái Vega dưới 2 triệu đổ xuống thì gần như chưa giảm được cái là bao. Đôi ba cái thì đôi ba mã thì nó chỉ giảm được 50.000 đến 100.000 thôi các bạn. Ví dụ như 750 Ti và 750 2GB hoặc 750 1GB hoặc 650 thì chưa giảm nhé. Còn mấy cái mã như 630 mấy cả 730 thì giảm được 50 một cái. Đây là cái dòng GTX 750 2GB của Giga, vì vậy nó có nguồn phụ và nó đòi hỏi các bạn sẽ sử dụng một bộ nguồn 400W công suất thực đổ lên. 300 được nhưng tốt nhất là các bạn dùng dư dư ra một tí. Hai cổng HDMI, hai cổng DVI. Hàng được gọi là đẹp ở mức trung bình khá, chứ bây giờ đòi Vega đẹp mỹ mãn nó khó. Hàng nguyên bản, chưa qua sửa chữa. Sản phẩm được bảo hành 1 đổi 1 ở No 2, nếu hết sản phẩm bảo hành thì sẽ là hoàn tiền 100% cái giá trị tiền các bạn. Phù hợp cho các bạn chơi LOL, CS:GO, FIFA, Dota và GTA. PUBG chơi ở mức thấp các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn đi test nhiệt độ và hiệu năng của chiếc VK cỏ này, xem là nó có đáng đồng tiền bát gạo không. Đầu tiên mời các bạn cùng Tùng đi test cái phần mềm Benchmark, là một phần mềm giả lập khi chúng ta chơi game. Những cái thông số FPS này hiện nó tương tự khi các bạn chơi game các bạn nhé. Đây này, được 17 FPS. Đang setup ở cái mức cao nhất đấy các bạn. Đây, những cái thông số của nó đây. Đây là cái dữ kiện để sau này các bạn so sánh với các Vega khác xem nó mạnh và yếu như nào, và so sánh với chính những con GTX 750 2GB khác xem nó có yếu sinh lý hay không các bạn nhé. Đây này, những cái chỉ số này giúp các bạn so sánh với những con Vega 750 nhà các bạn xem nó có yếu sinh lý hay không. Còn nhiệt độ thì các bạn cứ bỏ qua đi. Lên xuống chúng ta có thể thêm keo vào mà. Gần như nó tương tự với GTX 750 Ti nhé. Bản TDI nó chỉ hơn khoảng 2 đến 3 FPS thôi. Còn bây giờ mình mời các bạn đi test nhiệt độ ở cái chế độ Max 4K các bạn nhé. Còn đây chính là cái phần mềm các bạn hay dùng để test Vega nhé. FPS của nó được 9 này. 750 Ti. 750 1GB cộng với 750 2GB thì cái FPS này nó cũng khoảng 9 và 10 nha các bạn nhé. Còn 750 Ti thì thực sự nó cũng là 9 thôi. Còn những cái thông số ở đây này các bạn này. Đây. Còn nhiệt độ của nó thì rơi vào khoảng 56 độ C. Mình sẽ show ở dưới cho các bạn. Đây là cái phần mềm test full mux, và mình đang kéo mux cái cấu hình của cái phần mềm này. Và cũng có cái lời khuyên là khi các bạn mua về, các bạn lên test qua một lượt như này. Sau khi nó chạy đến hết cái vệt này thì các bạn có thể dừng, chứ không cần phải để qua đêm đoạn tháng làm gì cho mất công, nó tốn điện ra và thực sự nó hại Vega ra. Đây nha các bạn nhìn nha, GTX 750 2GB RAM 5 bit 128. Bây giờ thì mời các bạn cùng Tùng đi test. Đó là GTX 750 2GB RAM 5 bit 128 của Giga các bạn nhé. Phải xem mà. Và đây là cấu hình. Chúng ta đang trải nghiệm game PUBG. Bách sâu xem setup như thế nào đấy. Sâu setup lên coi. Về đi nào các bạn nhé. 750 2GB thì chúng ta có thể setup ở mức Very Now. Con thử tăng lên Now thế này. Bây giờ mình sẽ tăng lên Now cho các bạn. Và mình back up, upli chưa? Đây các bạn, FPS vẫn ở trạng thái khoảng 5 năm là không hề có giật nhé. Chúng ta đang trải nghiệm với i3 7100 RAM 8GB và GTX 750 2GB. FPS của chúng ta được ở cái trạng thái là 50 năm. Bây giờ mình tiếp tục tăng nên để chúng ta cùng nhau trải nghiệm game các bạn nhé. Con tăng lên tí nữa, thêm một mức nữa. Medium các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Đây chúng ta đang đợi xem FPS nó có tụt được không. Được trạng thái 4950 vẫn chưa hề giật réo các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tăng cấu hình của game lên để trải nghiệm. Rồi. Ok. Đây bây giờ thì thực sự là sẽ giật, giật chưa? Vẫn bình thường à? Khi các bạn dùng GTX 750 2GB mà các bạn setup ở mức 2 thì nó có cảm giác bắt đầu có cảm giác drop nhé.
Ok, link mua sản phẩm mình để ở cái phần mô tả ấy. Các bạn click vào đó. Khi các bạn đã chơi được PUBG bản PC ở cái bước 2 thì LOL, CSGO, FIFA, Dota và GTA đều có thể chiến bình thường các bạn nhé. Quan trọng là các bạn ghép đồ ra sao thôi. Và mình nhắc lại cấu hình của mình một lần nữa là i3-7100, RAM 8GB, SSD 120. Sản phẩm được bán ra ở westno2.vn và được bảo hành 1 tháng tại No2. Không bảo hành cháy nổ rơi vỡ, có tác động con người và thiên nhiên. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video test linh kiện lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, chúng ta sẽ ngắm em nó thêm một lần nữa trước khi chia tay. Và đây là kênh YouTube mới của No2, rất mong các bạn ủng hộ.